Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán. Thì hôm nay với cái video này em anh sẽ quay gửi tới cho quý khách hàng yêu quý của em dự án 4 căn nhà tại tổ 14 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông và thành phố Hà Nội. Tuy nhiên thì dự án này đã bán được 2/4 căn và bây giờ chỉ còn 2 căn thôi. Thì hôm nay em anh sẽ quay một trong hai căn còn lại của cái vị trí dự án này nhé mọi người nhé. Với cái thông số nhà như sau: ba diện tích là 35m², được xây dựng và thiết kế là 4,5 tầng và giá chào bán là 1.920.000.000. Ngõ trước nhà đây mọi người này, ngõ trước nhà là gần 5m đấy. Ô tô có thể đi qua hoặc là đỗ trước nhà, hoặc là đây mọi người có thể thấy vị trí của cái căn nhà này rất là cạnh nhà văn hóa này. Mọi người ơi, đây này, cạnh một cái sân nhà văn hóa rất là rộng, rất là to, ô tô đỗ ngày đêm thoải mái, rất là tiện ích. Chợ trường, với cái vị trí của cái căn nhà này thì gần trường mầm non, trường tiểu học, gần chợ, cách vị trí, những cái vị trí trung tâm nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 200m cho đến 500m thôi mọi người nhá. Thì bây giờ xin mời mọi người hướng vào phía căn nhà cùng em. Đây chính là căn nhà mà em ảnh muốn giới thiệu và gửi tới mọi người đây. Đó, cửa thiết kế, cửa chính là cửa cuốn mọi người nhá. Đây em ảnh đang cầm chìa khóa cửa cuốn trên tay. Mặt tiền của ngôi nhà là 3,5m, hướng nhà là hướng Tây Nam và giá chào bán là 1.920.000.000 đồng. Tất cả những cái căn nhà này đều đã có sổ đỏ riêng biệt, đầy đủ giấy tờ pháp lý, sổ đỏ hợp lệ, giấy phép xây dựng đầy đủ mọi người nhá. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Đây chính là phần chính của ngôi nhà. Tầng 1 của ngôi nhà đây mọi người ạ, rất là rộng. Với cái thiết kế của cái căn nhà này thì về phần đèn led, trần thạch cao, thiết bị vệ sinh, tủ bếp, tất cả mọi thứ đã hoàn thiện gần như xong 100% rồi. Chỉ còn lại 2% là dọn dẹp lại một chút xíu nữa thôi là mọi người có thể xách vali về và ở rồi. Đó, mọi người quan sát giúp em luôn. Đây, trần thạch cao, đèn led, sơn, gạch, ốp lát đều xong hết rồi. Với cái ngôi nhà này thì rất là vuông vắn trên sổ đỏ mọi người ạ. Mặt tiền là 3,5m, mặt hậu cũng 3,5m luôn. Đây chính là phòng bếp của ngôi nhà mọi người nhá. Được thiết kế với những cái màu tông chủ đạo là màu ghi sáng, rất là nổi bật, rất là đẹp. Màu sắc nhã nhặn đúng không ạ? Đây là gỗ thịt mọi người nhá, gỗ thịt và sơn màu ghi thôi. Có một số cái căn tủ bếp em anh đã giới thiệu thì có cái thì màu ghi, có cái thì màu trắng, có tông thì màu tông gỗ, cũng tùy từng căn mọi người nhá, tùy từng căn, tùy từng vị trí, tùy từng cái khổ bếp mà bên công ty là thiết kế nó có sự khác biệt. Và khi mà khách hàng có đi xem thì cũng cảm thấy không bị nhàm chán, không phải là nhà nào cũng giống nhà nào ấy. Đây, kính ốp bếp Hải Long đây mọi người nhá. Kính cường lực luôn. Đấy, đầy đủ hệ thống vòi rửa cũng như là vòi rửa này, cũng như là chậu rửa bát đều là chất liệu inox 304. Tầng 1 của ngôi nhà thì là có một nhà vệ sinh phụ mọi người ạ. Đầy đủ bồn cầu, vòi rửa cũng như vòi xịt và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên toàn bộ ngôi nhà này. Với cái căn nhà này thì mọi người có thể, nếu như mà chủ nhà mà có thể để đặt làm văn phòng riêng hoặc là bán hàng online cũng rất là hợp lý nha cả nhà. Bởi vì sao? Ô tô đỗ qua đỗ lại, đi qua đi lại cũng nhà đỗ được trước cửa rất là thuận lợi. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang đều được làm bằng gỗ lim Nam Phi cả nhà nhá. Đó. Và dưới tầng 1 thì được ngăn cách vách CNC với lại cái khu vực cầu thang. Đây mọi người thấy không? Chủ đầu tư thiết kế rất là tinh tế cái khu vực này. Đây chính là phần để tủ lạnh cho cái khu bếp này, rất là hợp lý. Mời mọi người hướng lên trên phía tầng 2 cùng em ảnh nhá. Tầng 2 của ngôi nhà thì được thiết kế như thế nào ạ? Với cái diện tích là 35m² và được thiết kế xây dựng 4,5 tầng. Thì tầng 2 của ngôi nhà này được thiết kế là phòng khách mọi người ạ. Đây chính là phòng khách của ngôi nhà. Đây chính là phòng khách của ngôi nhà, hay cũng có thể là được gọi cái phòng sinh hoạt chung, bởi vì nó rất là rộng.
rất là rộng với diện tích 35m, mà trên tầng 2 chỉ để một cái phòng sinh hoạt trông chung như thế này thôi. Rất là rộng mọi người ạ. Đó, đây chính là cửa, phần có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, mặt ngõ rất là thoáng. Cửa sổ hướng ra bên ngoài như này là với mặt ngõ thì nó là thoáng vĩnh viễn mọi người nhé. Đều được thiết kế hai lớp, lớp ngoài là nhôm Việt Pháp, bên trong là sắt sơn tĩnh điện. Về độ thẩm mỹ cũng như là về độ an toàn, an ninh, đây chính là ống chờ, dây chờ điều hòa, áp chờ điều hòa mọi người nhé. Trên tầng 2 cũng được thiết kế đèn led trần thạch cao, rất là hợp lý. Cái tông màu sơn màu vàng nhạt cũng rất là đẹp, rất là trẻ trung, phù hợp với lại mọi cái độ tuổi. Đây đúng không ạ? Đó, rất là rộng cả nhà. Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà của em Ánh nhé. Đấy, toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang này là từ thiết kế từ tầng 1 lên trên tới tầng 5 của ngôi nhà đều là bằng gỗ lim Nam Phi. Căn nhà này thì có cái cửa sổ ngách ở phía cầu thang hướng ra phía bên ngoài để lấy gió cũng như là không khí vào trong cái khu vực cầu thang này, rất là thoáng mọi người ạ. Mời mọi người hướng lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà cùng em. Tầng 3 của ngôi nhà thì được thiết kế như thế nào ạ? Tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đây chính là phòng vệ sinh của tầng 3 mọi người nhé. Đây chính là phòng vệ sinh tầng 3 của ngôi nhà, đầy đủ bồn cầu liền khối mọi người này. Đây, thương hiệu Giordino đây này. Sen cây tắm, lavabo, gương. Và ở cái phòng vệ sinh này thì được lát ốp gạch 30-60, cái tông màu rất là đẹp, tông màu nâu, rất là sạch đẹp. Mời mọi người hướng vào phía căn phòng ngủ cùng em. Trên tầng 3 là được thiết kế 2 phòng ngủ mọi người ạ. Thì đều có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, rất là thoáng. Cái diện tích của cái căn phòng ngủ này thì nó rơi khoảng tầm 11m cả nhà nhá. Ống chờ điều hòa, dây chờ điều hòa cũng như là áp chờ điều hòa đều đã được thiết kế đầy đủ rồi. Toàn bộ cái hệ thống cửa thông phòng của cái ngôi nhà này được làm bằng nhựa composite. Thì là cái nhựa này thì rất là nhẹ thôi mọi người ạ. Chống cong vênh, mối mọt rất là tốt, siêu nhẹ mọi người ạ. Mời mọi người hướng sang phía cái căn phòng ngủ tiếp theo của cùng em ở phía tầng 3 đây. Căn này thì lại có 2 cửa sổ hướng ra phía bên ngoài cơ cả nhà. Với cái căn này đó, 2 cửa sổ phía đằng sau này, phía giếng trời của cái ngôi nhà này, để ở giếng trời này, một là lấy ánh sáng và không khí vào trong ngôi nhà, hai nữa là cái phần giếng trời đằng sau này là có thể sử dụng trên đất của nhà mình để sau này tiện cho cái phần lắp đặt điều hòa và ống chờ điều hòa đấy mọi người này. Với cái diện tích của cái căn phòng ngủ thứ hai này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 12-13m mọi người nhé. Cũng khá là phù hợp với một hộ gia đình 2 hoặc 3 thế hệ ở là vô cùng thoải mái mọi người ạ. Đó, đây hệ thống cửa. Tiếp theo xin mời mọi người lên trên phía tầng 4 của căn nhà cùng em. Tầng 4 của ngôi nhà thì được thiết kế như thế nào ạ? Đấy, toàn bộ tay vịn cầu thang là bằng gỗ lim Nam Phi và cái cầu thang này nó không bị dốc mọi người ạ. Cái cầu thang này thiết kế rất là hợp lý, đi những cái bước chân nó không bị dốc một tí nào luôn ấy. Tầng 4 của ngôi nhà cũng được thiết kế tương tự như tầng 3 cả nhà nhé. Được thiết kế tương tự như tầng 3 bởi vì có 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đây, tương tự như tầng 3 rồi thì cái diện tích về cái phòng ngủ cũng giống như tầng 3 thôi, cũng tầm 10-11m thôi. Cửa cũng vậy, cửa thông phòng cũng vậy. Toàn bộ cửa thông phòng ngôi nhà này đều bằng nhựa hết, nhựa cao cấp mọi người nhé. Đừng nghĩ cửa nhựa là không tốt, bởi vì tùy cái tính năng. Như cái cửa nhựa hiện đại thời điểm bây giờ thì là nó có chống cái độ chống cong vênh, chống mối mọt rất là ổn, ok hơn gỗ nhiều mọi người ạ. Cái nhà vệ sinh của cái tầng 3 này thì được thiết kế ở tầng 4 này thì là khác biệt một chút so với tầng 3, là thay thế vào cái bộ sen cây thì là sen tắm thường thôi. Tuy nhiên thì cũng đầy đủ công năng cho một cái tầng sử dụng. Mà mọi người hướng sang phía
phòng ngủ thứ tư. Đây. Tương tự như là tầng 3 thôi ạ. Đó. Tất cả dây chờ, ống chờ, át chờ, điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ rồi nhá. Em Ánh xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng cuối cùng của ngôi nhà cùng em. Xem tầng cuối cùng của ngôi nhà này được thiết kế như thế nào ạ. Với cái giá chào bán 1 tỷ 920 triệu thì với cái nhà này đây chính là phía tầng 5 của ngôi nhà mọi người ạ. Ở ngoài này là sân phơi. Mặt trước, mặt sau đều là sân phơi cả nhà. Sau này về, thực ra chủ đầu tư cũng thiết kế xây dựng nó hơi mở một chút. Vì sau này nếu như mà gia chủ mới về mà mình có muốn làm cái sân sau này làm sân phơi cũng được, mà có thể xây thêm một cái theo ý tưởng mình, xây thêm một phòng nữa. Nói chung là cái này lại chủ đầu tư để cho gia chủ mới tùy quyết định. Thì em Ánh gần như đã nói toàn bộ về cái chi tiết về cái căn nhà này rồi mọi người nhá. Thông số thì em đã nói ngay từ đầu và em nhắc lại một lần nữa. Thông số của căn nhà này diện tích 35m, hướng nhà là Tây Nam, giá chào bán 1 tỷ 920 triệu. Có thương lượng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, đầy đủ sổ đỏ, bao phí thuế sang tên sổ cho khách hàng với khách hàng có nhu cầu nhá. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì xin vui lòng gọi điện cho em Ánh theo số điện thoại ở phía màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người nhớ bấm like cũng như là đăng ký kênh của em, đặc biệt là ấn vào chuông để có thể là những người đầu tiên nhận được những cái video bất động sản tiếp theo của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.